Thưa quý vị, những hình ảnh với nội dung chuyển tiền thành công qua màn hình điện thoại đã khiến nhiều người chơi tin tưởng và thực hiện các giao dịch. Thực chất, đó chỉ là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình thức thanh toán không tiền mặt nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì thiếu cảnh giác hay bất cẩn, nhiều người chơi đã vô tình trở thành nạn nhân, đặc biệt là khi phương thức thanh toán trực tuyến đang ngày càng phổ biến. Đến bây giờ, chị Nhật Trâm, một tiểu thương ở chợ Đông Đa, Đà Nẵng, vẫn nhớ như in sự việc một đối tượng đến mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quét mã QR. Trong thời gian ngắn, đối tượng báo hút với chị đã chuyển khoản thành công và đưa hình ảnh chụp biên lai ngân hàng. Nhưng khi kiểm tra tài khoản, chị Trâm không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến. Nghi ngờ lừa đảo, chị yêu cầu trả tiền mặt. Thế nhưng đối tượng biện hộ bằng lý do chuyển khoản nhầm và nhanh chóng rời đi. Tuy chưa mất hàng, nhưng đây cũng là một bài học cảnh giác với chị. Tiền phải về với ngân hàng của mình. Mình nên sử dụng Wi-Fi hoặc là 4G để mình nhận giao dịch, xong rồi mình hãy giao hàng cho khách hàng. Lợi dụng tâm lý bất cẩn, thiếu cảnh giác của người bán hàng, chỉ cần chụp ảnh chuyển tiền thành công là người mua có thể ra về, chứ không cần đợi đến khi tiền về tài khoản của chủ hàng. Và còn tiểu thương đông quá thì cứ nghĩ đã thanh toán cho mình rồi, nhưng vô tình thì đối tượng này là chưa thanh toán và đã lừa có hành vi là chiếm đoạt tài sản của bà con, làm cho gây thiệt hại đến tài sản đối với bà con tiểu thương. Hướng dẫn bà con để nhận biết cái trong cái quá trình thanh toán điện tử online thì trong cái tài khoản ví của mình là phải có cái tin nhắn để khi nhận diện cái tài khoản nó vào tài khoản của mình chính thức rồi thì mình mới được là giao hàng hóa cho khách hàng. Bên cạnh phương thức lừa đảo qua lệnh chuyển tiền giả, đối tượng còn sử dụng các thủ đoạn khác như lợi dụng khách hàng đang sử dụng ví điện tử Momo, Payo để tạo website mạo danh nhà cung cấp, đăng tải câu hỏi để khách hàng lộ thông tin tài khoản, hay giả vờ chuyển nhầm tiền, sau đó tạo trang có giao diện giống ngân hàng, hướng dẫn click vào đường link, đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền. Quan trọng nhất là bảo mật thông tin của tài khoản đó. Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng khuyến cáo người dân là quá trình mà sử dụng các trang web không có truy cập vào các đường link lạ cũng như là vào các mã QR code lạ, rồi đang đưa các thông tin cá nhân của mình lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Trước những vụ việc đã xảy ra, tiểu thương, chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.